nhằm giúp các em xác định được mục tiêu, tạo kế hoạch trong việc học tập của mình. Ngày hôm nay cô sẽ giúp các em tìm hiểu cách tính điểm trung bình các môn để tự các em có thể có một cái bảng điểm riêng của mình. Thế thì bước đầu tiên là các em cần tìm đường link cô để ở phần mô tả để tải file về máy tính hoặc trên điện thoại thông minh cũng có thể dùng được. Ví dụ ở đây cái bài bảng xếp loại giá học sinh, các em kích vào dành thì tại cái phần mô tả các em bấm chữ hiển thị thêm. Thì ở đây cô có để link tải file Excel thì các em kích vào. Các em nhìn thấy có cái biểu tượng đó là tải xuống thì các em bấm vào. Lúc này nó sẽ ra một cái bảng như này. Các em lưu cái bài này ở đâu? Ví dụ cô để ở desktop này thì cô kích vào desktop rồi ấn save. Biểu tượng như này nó đã tải xong. Thì em quay lại, em sẽ thấy đây chính là cái sổ điểm xếp loại học sinh và lát nữa chúng ta sẽ dùng. Và khi mà các em tải như vậy xuống thì nó sẽ tải được 3 file. Đây, file thứ nhất là bảng điểm cá nhân này. File thứ hai là sổ điểm xếp loại học sinh, chính là cái vừa chúng ta vừa tải. Cái thứ ba đó là chế độ cho điểm. Đó, chúng ta cần có 3 cái file này thì các em mới hiểu được cái cách tính điểm trung bình các môn học. Thì cô sẽ vào cái bảng điểm thứ nhất. Bảng thứ nhất đó là bảng điểm cá nhân học sinh trung học cơ sở. Thì tại đây cô có để phần mẫu. Mẫu là gì? Mẫu là chỉ là khi mà chúng ta cần định dạng ấy. Thì các bạn bôi đen vào đây, ấn vào phần định dạng này, kích vào phần điểm 2. Nếu như mà cái định dạng này bị lỗi thì các bạn kích vào đây. Đó, thì lập tức nó sẽ định dạng y như cái phần mẫu này của chúng ta. Đó. Rồi. Thì khi mà có cái bảng này rồi, các bạn chỉ cần nhập điểm của mình vào đây. Ví dụ môn ngữ văn này. Thì muốn nhập điểm ở đây thì các bạn phải nhớ điểm là 1. Thứ hai là các bạn phải cần có cái chế độ cho điểm. Thì các bạn kích vào cái PDF này, bạn nhìn thấy chế độ cho điểm. Ví dụ môn ngữ văn 7 nhá ạ. Đây thì 1 nó có 2 điểm miễn này. 2 điểm kiểm tra dưới 45 phút, có thể là kiểm tra 15 phút, 30 phút vân vân. Rồi điểm đánh giá giữa kỳ, điểm đánh giá cuối kỳ. Đó, như vậy chúng ta có tất cả là 6 loại điểm. Với học kỳ 2 cũng tương tự như vậy. Đó. Thế tương tự như vậy, nhưng đối với môn lịch sử 7 thì nó lại chỉ có 1 điểm miễn, nhưng mà 2 điểm dưới 45 phút. Đó. Môn giáo dục công dân thì tất cả các hệ số đều là 1 điểm. Đó. Quay lại với phần nhập điểm. Thì để tránh mất thời gian, cô đã nhập điểm sang cái zip 3 này. Đây. Thì các bạn thấy là nó sẽ tự động đưa ra điểm trung bình môn của học kỳ 1 cho các bạn, điểm trung bình môn của học kỳ 2 và cả năm của môn đó thôi. Và thêm một điểm lưu ý nữa là với cái chế độ cho điểm này thì tùy từng nơi cụ thể sẽ có những cách đánh giá khác nhau. Các em có thể hỏi cụ thể giáo viên chủ nhiệm của các em xem có giống với cái chế độ cho điểm này của cô không, hoặc là các em xin cái chế độ điểm này của các thầy cô giáo. Sau đó chúng ta sẽ quay lại phần bảng điểm này. Thì với cái bảng điểm này với học sinh lớp 7 thì chưa học môn hóa học này, thì các bạn có thể kích chuột vào đây, rồi chuột phải chọn delete là các bạn sẽ xóa được cái môn mà các bạn không học ra.
Ngoài ra thì với môn thể dục, âm nhạc, mỹ thuật, ba cái môn này là môn nhận xét cho nên cũng không có điểm các bạn nhé, cho nên chúng ta cũng xóa đi. Và môn tin học này hiện tại bây giờ người ta cũng chưa lấy điểm thì các em cũng có thể xóa đi, tùy từng nơi. Có nơi thì lấy thì các bạn để nguyên, còn không thì các bạn chuột phải vào đây bôi đen nhá, rồi chuột phải delete này. Đó, thì các bạn sẽ có này được trung bình các môn học kỳ 1, đó, trung bình các môn học kỳ 2 và trung bình các môn cả năm. Đây chính là cái điểm quyết định cái việc các bạn được xét danh hiệu gì hay là lên lớp hay ở lại. Đó. Thì các bạn muốn biết mình lên lớp hay ở lại hay là được danh hiệu gì thì các bạn phải chuyển sang cái bảng thứ hai. Đó là bảng xếp loại đánh giá học sinh. Thì các bạn sẽ copy những cái trung bình điểm của bạn vào đây, chính là cái phần này đây ạ. Đây, ví dụ môn ngữ văn của học kỳ 1 là được 7,3 thì các bạn sẽ copy sang bên này. Ở đây sẽ là môn ngữ văn. Đó. Thì ở đây các bạn chỉ cần copy học kỳ 1 này. Copy xong rồi thì nó sẽ tự cho các bạn là học được gì, đạt được những cái danh hiệu gì. Đó. Nếu như yếu thì là các bạn sẽ phải thi lại. Bởi vì cái môn này của bạn ấy là chưa đạt, môn mỹ thuật này bạn chưa đạt. Mặc dù là điểm trung bình là 5,5. Các bạn chỉ cần điền vào đây nó sẽ ra đúng kết quả cho các bạn. Tương tự như vậy chúng ta có học kỳ 2. Có học kỳ 1, học kỳ 2 rồi thì cái bảng này nó sẽ tự hiện cái phần cả năm ra cho các bạn. Hai cái bảng này của cô thì cô đã đặt công thức. Các bạn không nên thay đổi những cái công thức này ở đây, nếu không là nó sẽ bị sai. Đó. Và với nếu như là em là học sinh lớp 7 đã học SEL rồi thì có thể tự hiểu cái công thức này thôi. Riêng với cái bài sổ điểm này thì hầu như ở đây cô đã khóa cái công thức rồi, cho nên là các bạn sẽ không thể xem được cái cách tính đâu. Đó. Rồi, chúc các em thành công trong cái việc xác định được mục tiêu để tạo kế hoạch trong việc học tập của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video sau.